quý khán giả đang theo dõi chương trình Pháp luật phổ thông của iTV. Và kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đặc biệt có sự hiện diện của cố vấn di trú Phạm Quang Huy cùng với hai vị khách mời mà lần đầu tiên xuất hiện trên màn hình của iTV. Trước hết thì kính chào Huy. Xin chào chị Dương Hằng, cho phép Huy gửi lời chào và tất cả khán giả của iTV. Vâng, và hai vị khách mời ngày hôm nay, người thứ nhất là anh Vũ Quốc Hải và người thứ nhì là cháu của anh Hải là Vũ Hải Đăng. Và dĩ nhiên khi chúng tôi mời bất cứ một người nào tham gia chương trình, chúng tôi cũng sẽ có lý do của mình. Trước hết, kính chào Hải. Chào chị. Và chào Hải Đăng, khỏe không? Khỏe. Vâng, kính thưa quý vị, câu chuyện của anh Vũ Quốc Hải và Vũ Hải Đăng khá là dài và tất cả xuất phát từ văn phòng của cố vấn di trú Phạm Quang Huy. Như vậy thì chắc là chị phải mời Huy cho chị biết cái cơ duyên nào Huy đã gặp hai chú cháu của Hải và Hải Đăng vậy. Câu chuyện nó rất là dài. Chuyện là đến tớ Huy là đây cũng qua một cái lời giới thiệu của trước hết là của chị Kim Hoàng từ bên phía bên Vietface. Thì có một lần là chị có điện cho Huy, chị nói rằng là em ơi, có một cái case này nó đúng là cái mùi vị của Huy đấy. Thì lúc đầu thì Huy xem thì Huy cũng thấy nó bình thường, nhưng mà một thời gian sau thì mình lại xem xét lại các hồ sơ, thì càng xem càng tìm hiểu thì lại Huy lại càng thấy nó lại càng khó. Thì điều đó cũng có nghĩa rằng là càng khó thì Huy lại càng thích. Thì kể lúc đó là Huy lăn lộn vào cái hồ sơ và Huy đã có duyệt, và rất là may mắn là thời gian vừa qua Huy đã làm việc với cả gia đình của anh Hải và cháu Đăng. Vâng, kính thưa quý vị, Kim Hoàng phải bắt đầu câu chuyện từ năm 2016. Không biết là quý vị khán giả còn nhớ hay không, tuy nhiên vào thời điểm đó thì đại gia đình của Vietface TV đã mất đi một người rất là thân thương, đó là một người cameraman đã cùng đồng hành với Vietface TV trong rất là nhiều năm. Và anh đã gặp tai nạn máy bay và không may đã qua đời ở khu vực biên giới của New South Wales và Victoria. Và khi anh qua đời vào năm 2016 đã để lại người con trai là Vũ Hải Đăng mà quý vị đang nhìn thấy. Khi đó thì Hải Đăng khoảng 16 tuổi phải không con? Và khi mà người cha đột ngột qua đời thì chú là Vũ Quốc Hải là người đã đảm nhận cái quyền, cái trách nhiệm của một người cha để mà nuôi nấng cháu Vũ Hải Đăng. Nếu mà câu chuyện nó chỉ có như vậy thì không có gì đáng nói. Điều đáng nói ở đây là Hải Đăng đã cùng với ba qua định cư tại Úc sau khi ba kết hôn với một người phụ nữ tại Sydney này. Và trong lúc anh qua đời thì cái hồ sơ di trú của anh nó vẫn chưa hoàn tất, có nghĩa là anh chỉ mới được cái visa tạm trú thôi. Và theo luật pháp của Úc thì Hải Đăng khi đó rất có thể là phải rời khỏi Sydney, rời khỏi Úc Châu để mà trở lại Việt Nam. Và đó cũng là câu chuyện bắt đầu vì sao mà liên lạc Kim Hoàng đã liên lạc với Tạ Quang Huy để mà nhờ Huy giúp đỡ sau khi gia đình đã gõ cửa rất nhiều văn phòng luật sư. Và câu trả lời hầu như là đều giống nhau, đó là cơ hội để mà cho Vũ Hải Đăng có thể định cư tại Úc hoàn toàn là không có. Và như vậy thì không biết là Huy, em đã làm cách nào mà để tới ngày hôm nay 2020 Vũ Hải Đăng đã chính thức có được cái permanent của Úc phải có phải không? Dạ vâng. Thì trước hết là Huy phải nói sơ qua một cái hệ thống pháp lý, và đặc biệt là hệ thống của luật di trú. Thì hệ thống của luật di trú như là anh cha của Hải Đăng là anh Hưng là đã kết hôn với cả một người phụ nữ và từ Việt Nam qua Úc, đó là trong diện visa 309. Thì sau khi mà đã có cái visa tạm trú rồi thì cái giai đoạn sắp tới mà chuẩn bị để vào thường trú thì mình sẽ bắt buộc mình phải còn có người bảo lãnh. Thì nhưng trong trường hợp này thì rất là đặc biệt là bởi vì anh Hưng đó là đương đơn chính, thì kèm theo cậu con trai là đương đơn phụ là cháu Hải Đăng. Thì theo luật, nếu mà người đương đơn chính mà không được cấp visa thì cái người đương đơn phụ sẽ không bao giờ được cấp visa. Đó cũng là lý do vì sao tất cả các luật sư đều từ chối không nhận cái hồ sơ này. Dạ đúng rồi chị ạ. Thì khi mà trong cái trường hợp như vậy thì mình sẽ còn một cái thứ gọi là phép màu, là mình có thể là mình trình hồ sơ cho Bộ trưởng Di trú. Và cũng sau một quãng thời gian dài và làm việc, gia đình rất là nhiệt tình cung cấp cho Huy những thứ mà Huy cần, thì khoảng chừng vào tháng 2 của năm 2020 là Thứ trưởng Bộ Di trú là đã áp dụng cái điều khoản theo điều khoản 195A của Bộ luật Di trú Úc ban hành vào năm 1958. Đây là một cái việc mà
rất ít khi mà có thứ trưởng hoặc bộ trưởng để can thiệp vào hồ sơ theo cái điều khoản này, là bởi vì mỗi lần mà để áp dụng theo cái điều khoản này để cấp phép cho một ai đó thì là người bộ trưởng hoặc thứ trưởng đó phải trình với cả Quốc hội. Và đây là một cái điều mà rất là ít khi bộ trưởng hoặc thứ trưởng làm. Vâng, và để cho bộ trưởng hoặc thứ trưởng có thể nhìn một hồ sơ và tận cho một cái cơ hội thì chắc chắn là điều đó không phải là tự nhiên mà có được, phải trải qua một cái quá trình làm việc rất là vất vả của văn phòng của Tạ Quang Huy và đồng sự. Và khi đó thì không biết là Hải với tư cách là người giám hộ cho Vũ Hải Đăng gặp Huy, và Hải có lòng tin là văn phòng của Tạ Quang Huy có làm được hồ sơ của mình hay không? Thật sự mà nói thì em cũng có đi đến nhiều cái luật sư ở Sydney này, em hỏi thử Tây có, Việt có, thì em hỏi thì đều được những câu trả lời là người ta nói là người ta nghĩ là em đừng có tốn thời gian, tại vì cái hồ sơ của Hải Đăng đây là follow theo ba nó, tức là ăn theo ba nó thôi, chứ không phải hồ sơ nó là hồ sơ chánh. Nên bởi vậy khi mà cái người mẹ kế mà anh Hương được người đó cưới qua đây á, em có tới nói chuyện với người ta để kêu nhờ người ta giúp ký giùm cho bé tiếp tục được cái hồ sơ vô visa tiếp tục, thì cái cô đó cổ từ chối thẳng thắn luôn, cổ nói là bây giờ cổ không có rảnh để cổ làm cái điều đó. Thì visa Hải Đăng nó cũng gần hết hạn rồi, em cũng rất là sợ rồi, không biết như thế nào, rất là hoang mang. Thì qua nhiều người bạn giới thiệu thì tới chị Kim Hoàng, chị Kim Hoàng nhờ chị Kim Hoàng thì chị Kim Hoàng mới giới thiệu cho Huy đây. Thì mình tới Huy thì mình nói chuyện, thì nói thật sự mà nói, bây giờ mình nói bằng cái tâm thật của con người mình đi, thì lúc đó mình chỉ là 50-50 thôi, chứ mình không có nắm cái chắc cái gì trong tay mình được hết trơn. Mình chỉ là thôi bây giờ những người kia không có làm được, người ta từ chối hết rồi, thì mình đi đại thử coi nó như thế nào. Được thì sống, còn không được thì chết đó. Thì nó là như vậy đó, theo cái kiểu là còn nước còn tát. Dạ đúng. Như vậy thì Huy, khi mà Huy nhận cái case này, nhận cái hồ sơ này, Huy dựa vào đâu mà Huy cam đoan và Huy tự tin là mình có thể giúp cho đứa bé này ở lại được Úc? Thì như hồi nãy Huy chia sẻ đó, thì cái lúc đầu mà hồ sơ được chuyển qua trong Huy thì Huy thấy nó hơi bị nhạt nhẽo, nó cái hồ sơ đó có gì đâu. Nhưng mà khi mà Huy đào sâu vào thì nó lại khó hơn, và thì nó lại cũng là liên quan đến cái việc mà liên quan đến học vấn của Huy. Và đúng là vào cái thời điểm mà năm 2018-19 thì lúc đó là Huy là đi về với cả đại học của bên Anh Quốc, bên Oxford. Thì lúc đó là Huy làm cái chuyên đề là luật nhân quyền quốc tế. Thì Huy cũng nhớ có một lần Huy có chia sẻ với cả gia đình rằng là Huy rất thích cái hồ sơ này, là nếu mà trong trường hợp hồ sơ này mà không được chính phủ Úc can thiệp thì Huy còn những các cái biện pháp nữa là để có thể đem một cái hồ sơ đi đến một cái bước xa hơn chẳng hạn. Thì khi mà dựa vào để làm một cái hồ sơ để xin bộ trưởng can thiệp, không hẳn phải mình cứ viết một cái email ngắn gọn vỏn vẹn vài dòng chữ, mình nói bộ trưởng hoặc là thứ trưởng là tôi yêu cầu ông can thiệp theo cái điều khoản này, không hẳn phải. Trên thực tế là có rất nhiều bạn đồng nghiệp làm việc theo cái kiểu như vậy, nhưng mà khi mà Huy mà làm để đưa hồ sơ vào bộ trưởng can thiệp thì anh Hải cũng biết rằng là mình mất rất nhiều tháng thời gian để mình chuẩn bị chồng này chồng kia, nó sắp rất là dài để làm sao mình hiểu rõ, mình nghiên cứu tất cả các thứ, rồi sau đó là mình phải đưa cái điều khoản đó để cho thứ trưởng hoặc bộ trưởng dựa vào, thì khi mà họ đặt cái hồ sơ thì họ có thể họ quyết định một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà của cháu Đăng này thì lúc mà đưa vào rồi thì có thể nói là cái tim của Huy nó bắn ra ngoài, tại vì lúc mà mình đưa vào rồi mình rất là hồi hộp, không ạ, thì rất là hồi hộp. Thì thường là những các hồ sơ can thiệp, nếu mà muốn nhanh, bộ trưởng can thiệp của mình muốn nhanh đấy, mà mình muốn có kết quả nhanh đấy, thì là có nghĩa là nó bị từ chối. Đó, thì còn những các hồ sơ là khi mà đã đưa vào phòng bộ trưởng rồi mà mình chờ đợi càng lâu thì cái cơ hội của mình nó lại càng cao và càng tốt. Cái đó là cái cách làm hồ sơ của bên bộ trưởng can thiệp. Thì khi mà mình đưa trình bày hồ sơ lên cho bộ trưởng can thiệp thì mình sẽ phải có chứng minh rằng nó có một cái sự khác biệt, và nó có một cái gì đó là nó rất là đặc biệt và ngày thường và hàng ngày là không có nhìn thấy. Thì bé này là Huy sử dụng hai điều khoản. Cái điều khoản đầu tiên mà không nhìn thấy có nghĩa rằng là đương đơn phụ, là cháu là phụ,
mà ba cháu nếu mà còn sống ở trong nước Úc này thì sẽ được cấp visa, và điều đó là có nghĩa là cháu cũng sẽ được ăn hẹp. Con người không ai lựa chọn cái chết cả. Rõ ràng là khi mà anh Hưng qua đời, đó là một cái tai nạn, và cái việc đó là minh chứng được rất nhiều kênh báo chí truyền thông, và đó là một cái việc mà vô cùng thương tiếc. Thế thì cháu Hải Đăng mà qua bên Úc này rồi thì cũng qua bên Úc thì nói chung là mình làm lại từ đầu, tại vì trẻ con cũng vô tội bén quanh, thì khi mà nó qua bên này nó cũng đã được giáo dục, cũng đã được quen rồi, thì mình phải sử dụng cái điều khoản đó là luật nhân quyền quốc tế. Thì trong luật nhân quyền quốc tế là cái hiệp ước mà Úc một ký với cả bên Liên Hợp Quốc rất lâu nay, là từ năm 1989 về cái việc mà quyền lợi trẻ em, thì mình phải xem được danh sách của bộ trưởng là cái gì. Nó có 7 cái lý do để mình đưa vào. Nếu mà mình không phải nằm một trong 7 lý do thì đừng bao giờ nói chuyện. Thì lý do đầu tiên đó chính là quyền lợi của trẻ em. Và Huy đã sử dụng cái quyền lợi của trẻ em đó, và Huy trước lúc mà đưa đơn vào mà Huy cũng đã nói chuyện với cả một số cố vấn cấp cao của Thứ trưởng về cái vụ án này. Thì Huy nói rằng là tôi nghĩ rằng là Úc chúng ta không thiếu cái trách nhiệm với cả cậu bé này, nhưng mà nếu mà chúng ta không có hành động thì chúng ta sẽ thiếu rất nhiều trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng là nếu mà không có bất cứ một hành động gì, bản thân cái việc mà không có hành động đó cũng sẽ là vi phạm nhân quyền và vi phạm quyền quốc tế. Có nghĩa là cái hồ sơ này là cái hồ sơ có thể nói là chưa từng có tiền lệ. Chưa từng có tiền lệ được. Tại Úc và cũng như là trong quá trình làm việc của Tạ Quang Huy. Nó đặc biệt là ở chỗ đó. Đúng rồi chị ạ. Và thực tế là khi mà Huy nhận cái hồ sơ, khi mà chị Kim Hoàng gửi qua cho Huy thì Huy xem, thì Huy cũng có hỏi một số bạn đồng nghiệp trạng sư của Huy, thì ở bên Boston cũng có, ở bên Anh Quốc cũng có, và ở Úc cũng có. Tất cả các bạn đó cũng đều nói là Huy đừng có cố làm cái gì cả, nhưng mà Huy nói là tôi đã nhận rồi, một khi mà tôi đã nhận thì tôi phải hoàn thành nó, chứ không phải nào mà tôi bây giờ người ta đã chết rồi, bây giờ mình lại nói ok qua trước khi chết thì nó lại sai cả cái nguyên tắc sống của Huy. Cho nên là Huy phải cố gắng đi bào và Huy chưa từng bỏ cuộc. Vâng, và cũng chính cái sự kiên nhẫn của Tạ Quang Huy đã dẫn tới những cái sự thành công khi mà gia đình nhận được những cái sự liên lạc từ Bộ Di trú, thì không ai nghĩ rằng cái hồ sơ nó lại có một cái sự tiến triển quá nhanh đến như vậy, và càng nhanh hơn khi mà lần đầu tiên đã có một cái buổi phỏng vấn với Bộ trưởng, là cũng là lúc mà cậu bé này đã được cấp một cái visa vĩnh viễn, có nghĩa là cái permanent visa để ở lại nước Úc. Thì chị Quang Hồng muốn biết xem gia đình của mình có nghĩ rằng khi mà cái ngày mình ra gặp Bộ trưởng mình đạt được cái kết quả nó to lớn như vậy hay không? Thì thật sự á, thì cái ngày sáng hôm đó thì dậy rất là sớm, không có ngủ được đêm đó, không ngủ được luôn á. Nói đây với chị Kim Hoàng với lại Huy biết là không thể nào ngủ được, tại mình rất lo lắng. Mình là người mà giống như là chăm sóc, mà từ lúc mà ba Hải Đăng mất thì mình rất là lo lắng, với lại bố mẹ cũng rất là lo lắng, nên mình cũng hồi hộp chung vậy đó. Rồi 4-5 giờ là dậy rồi, dậy thì cứ vòng nhà vậy đó, rồi xong rồi mới bắt đầu đi lên văn phòng đợi tới giờ để cho vô thì đợi phỏng vấn. Thì khi mà biết được cái kết quả là cháu phỏng vấn là đạt cái kết quả tốt nhất là có visa lại, là thật sự mà nói mình ôm một cái người luật sư mà của Tạ Quang Huy giống như cử đi với mình đó, là mình nhảy luôn, mình khóc luôn á. Thật sự mà nói ba người là khóc luôn, mừng quá không biết nói như thế nào luôn, mà mình giống như là trong một cái giấc mơ vậy, mình không tin nổi luôn á. Rơi nước mắt luôn à. Nhưng mà cái giấc mơ đó nó đã sạch. Đúng, nó đã trở thành cái hiện thực. Và giấc mơ mình có được là bởi vì mình có được sự giúp đỡ rất là tận tụy của Tạ Quang Huy, cũng như nhân viên cộng của sự. Tạ Quang Huy cộng sự. Tất cả mọi người đã không ngừng nghỉ làm việc cho cái hồ sơ này để hy vọng đem lại một cái kết quả màu nhiệm cho một cậu bé. Khi đó thì Hải Đăng còn rất trẻ, kính thưa quý vị, 16, 17 tuổi là một thanh thiếu niên thôi, thì cũng đang có những cái nhiệt huyết. Và nếu mà chúng ta đặt vào trường hợp đã một thời gian đi học ở Úc, bạn bè ở Úc, mà nếu không được phải trở lại Việt Nam và bắt đầu cuộc sống từ đầu, thì cái vấn đề tâm thần và tâm lý nó chắc chắn nó sẽ không ổn định, phải không Huy? Đúng rồi. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, trở lại với chương trình, thì chúng tôi cũng hy vọng là qua những cái thông tin ngày hôm nay thì văn phòng của Tạ Quang Huy lại nhờ cái hồ sơ này mà có thêm một cái kinh nghiệm để cho mình làm phong phú thêm cái hoạt động trong cái lĩnh vực luật pháp của mình, phải không? Dạ, đúng rồi chị. Đúng rồi.
Thì mình sẽ phải nói qua sơ sơ qua về tranh chấp tước quyền mà nuôi dưỡng của cái trường hợp này. Thì trước giờ là công ty của Huy chỉ có làm về bảo vệ những các cái hồ sơ nó có tính tầm cỡ, nó tầm nghiêm trọng và đặc biệt là liên quan đến di trú. Nhưng mà sau cái vụ này thì công ty là cũng có những cái hứng thú mà để làm về cái việc mà kiện tụng. Nó xuất phát cái idea nó xuất phát từ cái vụ này. Thì hiện tại là công ty của Huy là có một cái bộ phận nữa là chuyên tranh chấp về cái quyền nuôi dưỡng của trẻ em. Như vậy thì tại sao mà cái hồ sơ này nó lại làm cho Huy hứng thú mà chuyển vào một cái lĩnh vực mới như vậy? Dạ chị, Huy cũng là một trong những người mà luôn luôn đòi hỏi quyền lợi cho những đứa trẻ và phụ nữ. Thì các cái chương trình như là Mẹ ơi Trà đâu hoặc là các chương trình pro bono mà giúp đỡ cho các chị em phụ nữ bị chồng mình ruồng bỏ, Huy đã làm rất lâu nay rồi. Thì Huy muốn là tiếp tục nữa. Thì thật ra mà nói, năm ngoái là Huy có thông báo ở trên mạng xã hội là Huy đã giải nghệ. Giải nghệ ở đây có nghĩa rằng là Huy không có làm những các cái hồ sơ nào khác ngoại trừ những các hồ sơ liên quan tới trẻ em và phụ nữ. Còn công ty vẫn hoạt động bình thường. Thì sau cái ID của hồ sơ của bé Phú Hải Đăng thì cũng có rất nhiều người thì họ nói rằng là tại sao mà anh không làm những các cái vụ mà để tranh chấp quyền nuôi dưỡng con. Bởi vì là họ cần một văn phòng luật sư nào đó nó phải thật mạnh mẽ và phải bất chấp và phải đủ một cách mà để tranh giành. Và hiện tại là trên thị trường là cũng không có mấy văn phòng và đặc biệt là người Việt Nam mình làm trong cái lĩnh vực đó. Nếu mà nói về vấn đề tranh chấp quyền nuôi con thì không ai có kinh nghiệm nhiều bằng mà anh Vũ Quốc Hải ở đây, là bởi vì tuy Hải Đăng không phải là con, chỉ là cháu thôi, nhưng mà Vũ Quốc Hải là chú ruột cũng đã phải đấu tranh rất nhiều và vô cùng vất vả mới nhận được cái quyền nuôi dưỡng đứa cháu mình, phải không ạ? Dạ đúng. Thì cũng như đây nói đây cho các bạn xem đài biết và chị Hoàng và Huy đây, thì để có được Hải Đăng mà chính thức mà mình nuôi dưỡng á, để có giấy tờ rõ ràng để theo đuổi một cái hồ sơ mà Tạ Quang Huy đã đánh thắng á, thì nó rất là gian nan cho mình. Là tức là mình đã gặp trực tiếp cái người vợ cũ của anh Hương là chị Diễm á, là mẹ ruột của Hải Đăng đây. Thì mình cũng có xin và mình cũng có nhờ luật sư của mình điện thoại á, luật sư gia đình của mình nó điện thoại cho chị để giải thích về những cái vấn đề mà chị phải cho mình hoặc là chị giúp mình những cái mà giống như là chữ ký rồi này nọ kia để cho mình có cái pháp nhân, là tức là mình hợp pháp mình nuôi dưỡng Hải Đăng đây. Nhưng mà chị ta đều từ chối, chị ta không có chấp nhận để cho mình có những cái lợi thế đó, mà chị ta chỉ là cho cái người mẹ kế bên kia thôi. Vâng, chúng tôi phải nhắc lời anh Vũ Quốc Hải ở đây là bởi vì cha của Hải Đăng đã mất khi Hải Đăng 12 tuổi, tức là vào năm 2016. Thế nhưng Hải Đăng vẫn còn mẹ ruột. Và theo luật pháp của Úc thì khi cha mất rồi thì toàn quyền quyết định về đứa con, về đứa trẻ dưới 18 tuổi là thuộc về người mẹ, phải không Huy? Trong cái trường hợp của Hải Đăng thì nó còn lại có hai người mẹ. Một người là gọi là mẹ đẻ và một người là mẹ kế. Vậy thì cái trách nhiệm người mẹ ở đây nó không có quan trọng bằng cái người nuôi dưỡng. Đó, thường thì mình cứ nghĩ rằng là người mẹ sẽ phải là nuôi con của mình, nhưng mà trong trường hợp của Hải Đăng thì nó không hẳn phải. Thì như là anh Hải mới chia sẻ là người mẹ ruột không nhìn mặt mỗi con mình. Yeah. Yeah. Còn người mẹ kế thì lại là chăm sóc được vẫn là từ năm 3 tháng tuổi là chị ta không có nhìn Hải Đăng tới bây giờ luôn. Yeah. Rồi cái người mẹ kế thì không có chăm sóc từ lúc mà anh Hương anh ngã xuống chết, là coi như là chị ta không có chăm sóc gì hết, chị ta chỉ có muốn là giống như là lấy được những cái bảo hiểm thôi à. Nhưng mà khi mà vấn đề xảy ra thì cả người mẹ ruột và cả người mẹ kế đều muốn giành quyền chăm sóc cho Vũ Hải Đăng. Dạ đúng, hai người đó là đứng về một phe. Và dĩ nhiên họ có lý do của họ, phải không? Dạ đúng. Và lý do là gì vậy Huy? Huy nghĩ rằng là cái khi mà cái việc mà tài chính kinh tế mà nó che mờ mắt của một ai đó thì họ sẽ phải làm đủ mọi cách, đủ mọi thứ mà để giành giật được. Thì đây cũng là một cái điều rất là đáng tiếc trong cái bối cảnh gia đình mà đã xảy ra như vậy. Thì Huy thấy buồn, nhưng mà Huy chỉ có biết là tập trung làm sao. Và Huy nói với cả anh Hải, với cả bé Đăng ở đây là cái thứ mà Huy rất là muốn đó chính là làm sao mà lấy được một cái tư cách pháp nhân để cho bé nó được định cư, tại vì cái đó là cái mục đích chính.
Còn cái việc mà tranh chấp tiền bạc thì cái đó chỉ là nhất thời thôi, thì tất nhiên nó là quan trọng, rất quan trọng trong cuộc sống mình, nhưng mà cái đó là nó không có cái sự vững bền. Và cái sự vững bền của cháu Hải Đăng ở đây là đó là để làm sao xin được visa để được định cư ở đây, rồi sau này cháu thích cô Lan mới đi thế nào đó. Vâng, có thể nói là visa của Hải Đăng có được là một cái tài sản vô giá, và cái tài sản này nó sẽ theo Hải Đăng suốt cả cuộc đời, và cũng có thể là sẽ làm thay đổi cuộc đời của một đứa bé. Và đó là cái vấn đề quan trọng nhất mà Tạ Quang Huy đã đặt lên hàng đầu, cũng như gia đình của anh Vũ Quốc Hải đã đặt lên hàng đầu. Chúng tôi không nói trong cái phạm vi chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ không nói đến những cái tranh chấp giữa gia đình với nhau sau cái tai nạn của anh Vũ Quốc Hương. Tuy nhiên đó cũng là một cái điều đáng tiếc, và một điều mà Kim Hoàng nghĩ rằng nó cũng rất là hiếm xảy ra trong cái cuộc sống này. Tuy nhiên cuộc sống là muôn màu và muôn mặt, chúng ta không thể biết là chuyện gì sẽ xảy ra và chuyện gì không xảy ra. Đứa trẻ này nó không may trong cái vấn đề gia đình, ngược lại nó lại may mắn khi có được sự giúp đỡ của Tạ Quang Huy để mà chính thức trở thành công dân Úc của năm 2020. Và Huy rất là hài lòng với kết quả mình có được, phải không? Huy là Huy vô cùng hài lòng, và khi mà Huy biết được cái tin mà để tới gặp phòng bộ trưởng mà để mà trực tiếp mà để hỏi vài câu, nó là một cái phép màu. Tại vì chị cũng biết là đến mà để mà đi một người dân mà để đi gặp bộ trưởng hoặc thứ trưởng hoặc đến một cái văn phòng đó thì nó khó lắm. Thật sự chị Kim Hoàng cũng nhớ là vào cái buổi sáng khi mà văn phòng bộ trưởng liên lạc với văn phòng của Tạ Quang Huy thì văn phòng của Tạ Quang Huy lập tức liên lạc với Vietfay TV để mà có những cái giấy tờ cần thiết, bởi vì chúng ta cần phải cung cấp rất là nhiều giấy tờ. Và cái buổi sáng ngày hôm đó thì mọi người đều làm việc trong một cái tinh thần rất là hốt hoảng, bởi đúng vì rồi. Không ai nghĩ rằng nó đúng tới rồi. Nhanh như vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Và ngay cả gia đình cũng không nghĩ rằng là cái sự kiện này nó lại diễn ra quá nhanh. Nhưng mà mình nghĩ là cái sự chờ đợi nó là xứng đáng. Nếu mà nói về tốc độ mà để xin bộ trưởng can thiệp vào một hồ sơ thì Huy cho rằng là cái hồ sơ của bé này làm nhanh, nó là siêu tốc, mà nó lại còn rất là khó, nó rất là hiếm. Từ lúc mà Huy gửi thư thỉnh cầu tới bộ trưởng cho tới lúc mà chúng ta nhận được một cái cuộc hẹn để có cái phỏng vấn với bộ trưởng, nó kéo dài bao lâu? Nó vỏn vẹn khoảng chừng 9 tháng đó. Nó vỏn 9 tháng, nhưng mà cái việc mà để mà thời gian mà để chuẩn bị, trời ơi, nó mất rất nhiều thời gian. Mà Huy có những các cái giải trình mà Huy áp dụng rất là nhiều cái điều khoản ở trong đó. Và cũng tiện đây là Huy cũng phải nói một điều, phải nhấn mạnh một điều. Tạ Huy không phải là một người gọi là thần thánh gì hết cả. Huy chẳng qua Huy là một người đạo diễn giỏi. Và như là anh Hương, thì khi mà anh đã nằm xuống rồi thì Huy sẽ phải cần tất cả những các cái thứ mà nó tốt cho hồ sơ của bé Đăng, thì Huy bất chấp tất cả mọi thứ để Huy đạt được nó. Thì cái phần đóng góp lớn nhất đó chính là các bạn khán giả trong cái việc mà Huy đã lobby và Huy cũng đã sử dụng trang mạng xã hội, và không thể nào thiếu được những fan của những nghệ sĩ Việt Nam nữa. Và các chị đã liên lạc cho Huy rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam, họ đã liên hệ cho Huy bảo: Huy ơi, anh chị có thể làm một cái gì mà giúp? Huy nhớ là vào một cái ngày, và một cái tuần đó luôn ấy, và một cái tuần rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam đi làm cho Huy bảo: Em ơi, anh chị có thể làm một cái gì? Mà mình cứ nói hoài phản hồi: Em ơi, tình hình như thế nào rồi? Em ơi, tình hình của cháu như thế nào rồi? Cái đó là cái sự nhiệt tình. Và Huy nghĩ rằng là cái sự nhiệt tình đó, cái đó cái tài sản mà bố của Vũ đã để lại cho Vũ. Đúng rồi, cái đó tiền không mua được anh ạ. Cái đó tiền không mua được thì đôi khi mình phải lùi lại, mình phải xem được rằng là trước khi anh Hương anh sống như thế nào, thì khi anh nằm xuống những người đó họ sẵn sàng. Và cái này không phải là mình, cái này nó không phải là những con người mà gọi là nick ảo hoặc là thế, gọi không, đây là những người thật tuyệt thật luôn. Vâng, chúng ta cũng phải cần nhắc lại tai nạn xảy ra vào năm 2016. Tạ Quang Huy thụ lý hồ sơ vào năm 2018 và 2019, có nghĩa là thời gian mà anh Vũ Quốc Hương qua đời đã là 3 năm. Thế mà trong 3 năm đó là mọi chuyện, rất là nhiều chuyện nó cũng đã phai nhạt đi rồi. Nhưng mà cái tình cảm của những người đồng nghiệp của Vũ Quốc Hương, bởi vì Vũ Quốc Hương vốn là một người
cameraman rất nổi tiếng tại Việt Nam và cũng đã làm việc hơn vài chục năm tại Việt Nam. Và do đó chúng ta thấy là những cái tình cảm đó sau một thời gian hơn 3 năm mà vẫn không có phai nhạt thì rõ ràng họ có một cái sự kháng kích nào đó mà chúng ta không thể giải thích được, chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được. Và đó, như Kim Hoàng vừa nói, người anh Hương đã ra đi nhưng mà anh Hương vẫn để lại những gì tốt nhất cho con trai của mình, và đó là những tình cảm anh đối với bạn bè, và chính những cái sự ủng hộ tinh thần đó nó đã tạo một cái áp lực rất lớn để mà bộ trưởng phải đưa ra quyết định ngay lúc mà ông có cuộc phỏng vấn với Vũ Hải Đăng, phải không Huy? Đúng rồi chị. Huy nhớ là cái lần mà Huy gửi hồ sơ giấy tờ lên ấy, là trên mạng xã hội thì Huy tính là đây có thể nói là cái vụ khủng khiếp trong lịch sử của Úc luôn, là 26 triệu 200 mấy ngàn lượt tương tác về cái hồ sơ của bé Vũ Hải Đăng đó. Tương đương 26% dân chúng ở Việt Nam. Đúng rồi chị. Và đây không hẳn phải chỉ là những người mà sinh sống tại Việt Nam, có lên rất nhiều người trên thế giới. Úc có này, Mỹ có, Anh có, Việt Nam có, nói chung là rất là nhiều nơi. Và mỗi một người mà khi mà họ ủng hộ một phiếu thì họ phải đều ghi những các cái lời đó. Thì Huy chưa bao giờ Huy làm một cái hồ sơ mà yêu cầu bộ trưởng can thiệp mà nó có một cái lượng tương tác khủng khiếp như cái hồ sơ của bé Đăng này. Thì mục đích mà Huy làm đó là đó là một cái điểm mà Huy muốn chứng minh cho bộ trưởng biết rằng ông nhìn này, không phải chỉ một mình tôi nói đâu, 20 mấy triệu lượt tương tác, thì điều đó cũng có nghĩa rằng là cả 100 triệu, có thể là cả 100 triệu người. Tại vì mình phải xem một là người nhân, tại vì một mình của anh Hải, Facebook của anh Hải chẳng hạn, đâu có bao giờ mà anh có khoảng chừng vài ba người bạn đâu, anh có rất nhiều người bạn khác, đúng không ạ? Thì Huy muốn chứng minh cho bộ trưởng một điều rằng là cộng đồng của chúng tôi rất quan tâm đến cái sự việc này đó. Chứ không có nghĩa là nếu mà trong trường hợp mà ông không có hành động thì cái đó gọi là thiếu trách nhiệm đó. Và một khi mà đã thiếu trách nhiệm thì đã ỷ y về quyền, là cái luật nhân quyền quốc tế, và Úc là cái quốc gia thành viên của cái hiệp ước đó. Thì nếu mà trong quốc gia đó thì họ có nói rằng là nếu mà một đứa bé này nó đang sinh sống ở trên nước Úc thì Úc phải có cái trách nhiệm xem xét tất cả các cái quy trình pháp lý mà hội đủ cho nó một cách nhiều nhất, đủ nhất, và cái quyền lợi của đứa trẻ nó là đứng thứ nhì trên nước Úc. Vâng. Cho nên là mình bắt buộc mình phải yêu cầu đó. Như vậy thì Hải là sau khi mà chúng ta đã có một cái buổi phỏng vấn với bộ trưởng, và ngay lúc đó chúng ta cũng biết là hồ sơ Vũ Hải Đăng có thể nói là đã được thành công 100% rồi, thì gánh nặng của một người nuôi dưỡng một đứa cháu của mình từ năm 12 tuổi không còn cha nữa, ngay lúc đó Hải cảm thấy như thế nào? Ngay lúc đó thì nói thật sự mà nói, em cảm thấy rất là hạnh phúc. Hạnh phúc là cháu của mình đã được cái ước nguyện của ba nó, là cho nó ở đây, nó học, nó lớn lên ở đây. Thì là coi như là cái đó là mình giống như là một phép màu vậy, trên cả tuyệt vời luôn rồi. Thế là mình quá vui mừng đi. Mình không còn cái gì mà để mà nói nữa hết trơn á. Cái là quá perfect rồi. Có nghĩa là khi mình tới với Tạ Quang Huy, cái cơ hội mình nghĩ rằng mình chỉ có 50% mà thôi. Dạ đúng. Thật sự mà nói, trong cái tim em nói là 50-50 thôi. Tại vì những người kia em hỏi, là em đã đi hỏi á, thì thật sự mà nói á, em phải tìm tới những người giỏi hoặc là những người rất là giỏi luôn á thì em mới xài. Chứ tại vì cái hồ sơ nó đã rất là khó rồi, cái bà mẹ kế bà từ chối, bà nói bà không có muốn ký cho thằng này, thấy không? Bà muốn là cái chuyện của bà là bà muốn bây giờ bà phải làm xong cái bảo hiểm đi rồi lúc đó tính. Mà bây giờ thì hồ sơ thằng này chuẩn bị hết hạn visa, trời ơi, coi như là mình chạy đôn chạy đáo luôn á. Rồi nhờ người bạn nói chị điện giúp gặp Tạ Quang Huy. Tạ Quang Huy nói thì mình giống như là mình mò đại thôi, mình đưa đại thôi, mình cầu may thôi. Vâng, nhưng mình không nghĩ là như vậy. Kim thành công. Muốn chia sẻ một cái điều này nữa, là khi mà Kim Hoàng gặp Tạ Quang Huy và đưa hồ sơ của Vũ Hải Đăng, thì cái điều mà Kim Hoàng ghi nhận và cảm động nhất là bởi vì Huy đã làm hồ sơ này một cách vô điều kiện. Lý do là bởi vì Huy cũng là một người cha, và Huy cũng có những đứa con cỡ tuổi của Vũ Hải Đăng, và những cái gì mà Hải Đăng mất mát đã quá lớn, và do đó Huy đã xác nhận với Kim Hoàng và với gia đình là Huy làm hồ sơ này hoàn toàn không tính một
tiền công nào hết ngoài tách cà phê, đúng phải rồi. Không Huy? Đúng rồi. Đó là khi mà vẫn còn nhớ tới ngày hôm nay. Đúng rồi, thì Huy cũng nói, Huy nhớ là cái lần đó là Huy chị có nói chuyện với cậu Huy, lúc đó Huy đang ở trường quay của Face TV. Thì chị nói là em có một cái case này hay lắm, mùi vị của em đây. Thì lúc mà tới thì Huy cũng chỉ có nhìn nó một sắp tới tờ, thì lúc nó đang cũng chẳng buồn giờ tới nữa đó. Không, cũng chẳng nhầm tới, nhưng mà buổi tối khi mà mình về mình lướt qua bảo nó hơi nhạt nhẽo, nó chẳng có gì cả. Thì sau này mình cứ làm thì mình thấy nó rất là vui. Thì khi mà hỏi là bao nhiêu tiền, Huy bảo, thì Huy nói ngắn gọn, nó bảo trên đời nó có hai thứ tiền không mua được. Thứ nhất là đó là thời gian, thứ hai là cái sự nhiệt tình tặng Huy. Thì Huy nói là em làm cái hồ sơ này với điều kiện là một điều kiện duy nhất thôi, còn nếu mà có bất cứ một cái gì thêm hoặc bớt em không có làm. À, em chỉ làm thù lao một ly cà phê sữa đá thôi. Vâng, và cho tới ngày hôm nay thì ly cà phê sữa đá đó vẫn chưa có cơ hội để gửi tới tặng ông Huy. Nhưng mà trong chương trình này thì chắc chắn là Vũ Hải Đăng và Vũ Quốc Hải là những người chắc chắn có nhiều điều muốn nói với tặng ông Huy, phải không? Đúng. Thì nhân đây á, thì mình cũng nói là giống như là cảm ơn là tất cả các bạn là trên Facebook và các bạn trên thế giới là like share cho Hải Đăng trong cái vụ mà của anh Vũ Quốc Hương, mà văn phòng Tạ Quang Huy đây và cộng sự kết hợp để làm visa cho cháu bé Vũ Hải Đăng đây. Thì nhân đây thì cho mình cảm ơn tới những người đó và những nghệ sĩ anh em với lại anh Vũ Quốc Hương ở Việt Nam đã giống như là không có quên cái người mà đã nằm xuống rồi, nhưng mà không có quên người anh của mình, thì cũng giúp đỡ, cũng động viên, cũng gọi điện thoại cho Tạ Quang Huy đây để giống như là theo dõi tình hình mỗi ngày, mỗi giờ để cho biết cái kết quả cuối cùng của cháu Vũ Hải Đăng đây. Và cũng cảm ơn ngài bộ trưởng là đã giống như là cho Hải Đăng đây một cái cơ hội mà giống như là ngàn vàng luôn á, để được ở lại nước Úc mà ăn học. Hải Đăng, con có những gì muốn nói với chú Huy? Dạ, con rất cảm ơn chú Huy đã giúp cho con cái case này. Dạ, không sao con, phải học có giỏi nhé. Dạ, con sẽ cố gắng giúp đỡ, học giỏi để giúp đỡ nước Úc. Dạ. Có một cái điều mà Huy muốn chia sẻ là chuyện với cả các bạn ở đây, là một cái phần mà chia sẻ Huy rất xúc động khi mà Huy về Huy nói chuyện với cả vợ của Huy á. Cậu bé này cũng nói với cả Huy một điều thế này: con có nhớ là chú Huy hỏi con á là tại sao muốn ở Úc không? Dạ có. Con trả lời là sao? Con nhớ không? Nói con muốn ở Úc học giỏi để giúp xây dựng nước Úc. Đó là một lời phát biểu của một đứa bé. Huy khi đó thì chắc cậu bé này năm đó là khoảng 15 tuổi, 2018 nhỏ xíu à. Thì cũng có một lần Huy cũng có trò chuyện với cậu bé, nói là Huy hỏi là thế thì nếu mà con được ở lại thì con tại sao muốn nửa lại, muốn lại thì con sẽ làm gì. Thì là nói cả Huy là con muốn là ở Úc để là con có thể là con thường xuyên con thắp nhang cho ba mỗi năm vậy. Mỗi năm con đi xuống nơi ba con mất con thắp. Thì đó là những các cái lời phát biểu của những đứa trẻ mà chắc là có lẽ là bé Hải Đăng là mất mát quá nhiều trong cuộc sống. Và cũng rất là may thì ở Việt Nam thì họ cũng hay có cái câu là chẳng cha mà còn chú thì không ai mất hết bao giờ. Đúng rồi, thì cái việc mà để giúp đỡ, để tạo một cái cơ hội cho một đứa bé mà nó được tiếp tục sinh sống ở nước Úc, Huy cảm thấy rằng là nó Úc không có mất mát cái gì hết. Mà nếu mà không có làm, nếu mà không có cái hành động gì thì sẽ mất mát rất là nhiều. Và mất mát thì nhiều đó là cái phần mà nó nỗi buồn, mình cảm thấy hổ thẹn, mình cảm thấy xấu hổ khi mà mình nói chuyện với các bạn bè của mình ở quốc tế là Úc của chúng tôi là rất là một quốc gia có lòng nhân đạo rất là cao, nhưng mà trong khi đó là một cái việc mà đơn giản như vậy cũng không có làm. Thì tính cho tới ngày hôm nay mình cũng cảm thấy rất là vui. Và sau khi mà mình nhận được cái thông tin là visa của bé Hải Đăng mà đã được thành công, thì Huy cũng đã chia sẻ với cô con gái của Huy. Cô con gái của Huy là cũng cháu năm nay đã 16 tuổi rồi, thì ước mơ của cháu là cũng muốn là trở thành một luật sư về nhân quyền, thì là cũng theo dõi cái case của gọi là bạn Đăng, cũng thường xuyên là cũng hỏi bố là như nào. Thì khi mà Huy biết được cái tin đó, Huy chia sẻ với cô con gái xúc động khóc.
Vâng, kính thưa quý vị khán giả, trong cái chương trình pháp luật ngày hôm nay, thật sự cái câu chuyện mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó là những cái mảnh đời không may. Và khi mà chúng ta nói đến những mảnh đời không may, không có nghĩa là chúng ta những cái mảnh đời gặp khó khăn về tài chính, về tiền bạc, mà đó là những cái nỗi đau, những cái nỗi khổ trong một cái gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống của chúng ta luôn luôn có những phép màu. Chúng ta phải biết hy vọng và chúng ta phải biết tin tưởng vào những người xung quanh mình. Có những người có thể là không giúp cho chúng ta được gì, tuy nhiên có những người giúp cho chúng ta rất nhiều. Miễn là chúng ta biết cho đi thì chúng ta sẽ nhận lại. Và đó là một cái thông điệp mà Tạ Quang Huy đã mang đến cho gia đình của Vũ Hải Đăng và Vũ Quốc Hải, để gia đình có được một cái cuộc sống bình yên nhất có thể sau những cái chuỗi ngày sóng gió, vì đã đột ngột mất đi một người thân. Và dĩ nhiên khi chúng ta có những cái khó khăn gì đó trong cuộc sống, thì chúng nhất là về vấn đề luật pháp, về vấn đề di trú, văn phòng Tạ Quang Huy và cộng sự ngày nay đã mở rộng cái phạm vi hoạt động, không chỉ hạn hẹp trong vấn đề di trú nữa, còn trong những cái vấn đề tranh chấp trong quyền nuôi con. Những các trọng án thời gian vừa qua, công ty hiện tại là đang đứng ở vị trí là 11 văn phòng tất cả. Thì là dự kiến là đến trước 30/6 của năm 2021 là công ty sẽ phát triển qua bên Hồng Kông, Thượng Hải, Sri Lanka và London nữa. Thì đó là những các lĩnh vực mà công ty mà sẽ phát triển. Vâng, và nếu mà chúng ta có những khó khăn và những vướng mắc gì đó về vấn đề luật pháp, thì chắc chắn quý khán giả của Vietfay TV có thể liên lạc với Tạ Quang Huy và cộng sự để nhận được sự hướng dẫn trực tiếp và cụ thể hơn. Và chúng tôi cũng phải xin tạm khép lại chương trình. Và rất cảm ơn sự tham gia của Huy ngày hôm nay, cũng như của anh Vũ Quốc Hải và Vũ Hải Đăng. Cầu chúc cho gia đình mình sẽ luôn luôn có những cái ngày tốt đẹp hơn sau khi mình đã chính thức trở thành. Vâng, xin trân trọng kính chào.